Đó, bên bên nhà gái thì rất là khỏe. Khỏe hơn nhà trai nhiều. Ông nước bên nào mà hết trước là ông ấy sẽ thắng mọi người ạ. Rất là hay mọi người ạ. Gay cấn. Nào cứ hết ai bên nào hết ống trước là bên nào thắng. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của Tiền Pin TV nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại bản Thẩm Phé, xã Mường Kim của huyện Than Uyên mọi người ạ. Thì hôm nay mình muốn truyền tải tới toàn thể quý vị và các bạn là cái phong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú ở đây. Thì và ngay sau đây mình sẽ lên nhà và mình sẽ quay phong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú gửi tới toàn thể quý vị và các bạn cùng xem nhé. Để tìm hiểu thêm về cái phong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú ở nơi đây thì sau đây mình sẽ lên trên nhà. Mình quay cho toàn thể quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái khâu chuẩn bị là bên gia đình là đã chuẩn bị từ chiều hôm qua mọi người ạ. Thì hôm nay thì bên gia đình thì tổ chức cơm là hơn 60 mâm. Thì cơm nước thì sẽ chuẩn bị ở dưới rạp ở dưới kia. Còn bên gia đình ở đây thì sẽ tổ chức làm 6 mâm cơm. Và ngay sau đây mình sẽ lên trên nhà để mình quay cho toàn thể quý vị cùng xem. Mình nghe nói thì ở đây thì cái tục cưới của đồng bào ở đây thì có một nét rất là độc đáo về cái cuộc thi mà uống rượu cần giữa hai bên gia đình, bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Thì đây là bên nhà gái mọi người nhé. Đây là không gian bên trong gia đình mọi người nhé. Thì bên trong nhà thì hôm nay thì gia đình sẽ tổ chức 6 mâm cơm. Chủ yếu là các cụ sẽ ngồi bên trên nhà. Còn nam nữ thanh niên, khách mời thì sẽ ngồi phong rạp ở dưới kia. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, đây là cái công tác chuẩn bị vò rượu cần. Ở trong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú. Thì đây là phong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú ở Thẩm Phé, xã Mường Kim mọi người ạ, của huyện Than Uyên. Thì hôm nay thì mình lên đây thì mình sẽ quay gửi tới cái phong tục cưới của đồng bào người Khơ Mú gửi tới toàn thể quý vị. Đây là các những vò rượu cần đang chuẩn bị là sẽ diễn ra một cuộc thi giữa bên gia đình nhà trai và bên gia đình nhà gái. Thì được anh chủ nhà đang chuẩn bị đây. Đây là những vò rượu cần mọi người nhé. Và đây là những cái ống tre, ống nứa. Ống nứa này là đựng nước. Là sẽ thi là nước là sẽ được tháo từ cái ống này ra và đổ vào những cái vò rượu cần như thế này. Thì bên nào mà hết cái ống nứa nước này trước thì bên đó sẽ thắng mọi người ạ. Và cuộc thi này sẽ được thưởng bằng tiền nhé mọi người nhé. Để thêm phần sinh động. Thì lát nữa thì mình sẽ chứng kiến cái việc bên gia đình nhà trai và nhà gái. Cuộc thi uống rượu cân thì được chủ nhà chuẩn bị rất là công phu và đúng với tục cưới của đồng bào ở đây. Thì theo mình quan sát thì mình nhìn thấy cái con lợn rất là to luôn mọi người ạ. Đây là cái phần sống lưng mà được cắt xuống tận đuôi của con lợn đó. Và có những cái đây đồ ở đây và như có những cái sọt ở đây là
là cá muối nhá mọi người nhá. Cá muối này và có cá sấy này sẽ đựng trong cái sọt như thế này. Đó. Đây. Ở trong này thì toàn là cá nướng này đang ấy này. Thì mình có hỏi gia đình thì cái tục cưới này thì cái này thì có từ thời xa xưa rồi mọi người ạ, thì không thể bỏ được và vẫn giữ gìn cái nét văn hóa độc đáo này. Và đây mọi người ạ, đây là cái mâm cúng tổ tiên khi gia đình có việc cưới như thế này. Và đây sẽ lát nữa sẽ diễn ra cái cuộc thi uống rượu cần giữa bên gia đình nhà trai và bên gia đình nhà gái. Đây, những vò rượu cần được chuẩn bị rất là chu đáo mọi người ạ. Đấy. Bây giờ là cho toàn thể mọi người cùng chứng kiến nhá. Đấy, gia đình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ là bên gia đình nhà trai là ở bên nào? Nhà trai đây. Nhà trai là sẽ đứng bên này. Nhà gái bên kia. Đây mọi người nha, thì bây giờ sẽ diễn ra cái cuộc thi này. Đầu tiên là phải thử ống trước. Mới bên là thử ống trước. Đấy, bên nhà trai nhà gái là chọn ra nhá mọi người nhá, chọn ra mỗi đội là mỗi bên là một đội là 4 người. Bây giờ là sẽ thử ống trước. Lát nữa thì mình cũng sẽ thử cái rượu cần này mọi người ạ. Bây giờ thử ống đi xem nào. Đấy. Ở đây là có 4 1 2 3 4 5 vò rượu cần mọi người ạ. Đây mọi người ạ, đây là cái ống để mút rượu cần. Đấy, bây giờ bắt đầu thi nha mọi người nha. San
Đến rồi đấy, khách đến rồi. Chuẩn bị đấy. Đến rồi đấy. Vẫn ăn được. Chuẩn bị ống nước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thi rồi mọi người ạ. Đây. Sáng mắt mắt đây con. Đây sơm. Đây, những cái vỏ rượu cần đang cạn rồi. Bông quá này bông ấy, chục cái này. Bây mày phải nhớ cái tỷ này nè. Ừ. Đây, cả cái này. Cái bông cái tách mỗi này, tôi cho bằng ấy nè. Cả cái miếng ấy. Đấy mọi người ạ, bây giờ bắt đầu là ống bên nào hết trước là ống ấy thắng. Thế là thua à? Có thể nói là một cái tục rất là hay mọi người ạ. Cái cuộc thi rượu cần, uống rượu cần giữa bên gia đình và nhà trai và nhà gái. Đó, một cái nét văn hóa của đồng bào rất là hay. Đây mọi người ạ. Chào có điều mạnh mất khớ mà mắn hút mạnh nữa. Mắn bỏ gì ạ? Đây bây giờ là sẽ đổi bên bên nhà trai thì sẽ sang bên phía bên phải của mình, và bên nhà gái thì sẽ sang bên bên tay trái của mình, và sẽ tiếp tục cuộc thi nhá mọi người nhá. Nó sẽ hết có khuyến con của mình nhiều quá. Nó khóc mà ạ. Rồi đây, em thả trên đây. Chị đi đâu nè? Thế này, thử con nè. Lắm. Đây, các bà đang xem đây, đang chứng kiến đây mọi người ạ. Có xịt ra. Mà cắt nè. Đấy, các bà cũng sẽ thử nhá mọi người nhá. Em nó cắn chứ nó. Đấy mút là cái ống này là nó có thể là tắc. Đó, thêm nước vào. Đấy. Ở trên này thì đồng bào ở đây thì vẫn giữ nên cái nét văn hóa độc đáo. Bắt đầu thi nha mọi người nha. Đó, bên nhà gái thì rất là khỏe. Khỏe hơn nhà trai nhiều. Ông nước bên nào mà hết trước là ông ấy sẽ thắng mọi người ạ. Rất là hay mọi người ạ. Gây cấn. Cứ hết ai bên nào hết ống trước là bên nào thắng. Bây giờ sẽ đong bằng những cái cốc nước nha mọi người nhá. Để nó đầy lên miệng. Thế là
Thế là bên nhà gái lại thắng mọi người ạ. Đấy, được đông bằng cốc đấy mọi người ạ, à. Uống này cũng phải được đông bằng cốc. Đấy, bây giờ thua là sẽ phạt nha mọi người nhé, là sẽ thưởng đấy. Bây giờ sẽ đông bằng cốc. Uống một cốc thôi mọi người ạ. Cứ cho nước vào là phải mút hết. Đó, uống một cốc. Ấm ăn kiếm cốc lên. Bây giờ là uống hết chỗ này thì sẽ được đong bằng những cái cốc nước như thế này để cho vào nhé mọi người nhé. Bây giờ là uống thì sẽ đong bằng cái cốc nước kia đổ vào. Đó, nhưng phải cho xong cốc đấy. Cứ cho kế à chứ kế mà chứ cho chỗ này à. Chơi đang cho là đấy, cốc nước không rơi ra được. Kiếm chồng cơ có chiếc la à có nó. Ủa sắn nó phải sắn. Đó. Này nó có. Đó được thưởng đó. Đây, đội thua thì sẽ uống thêm một cốc. Nóng người lên rồi. Phải hơn đi. Phải hơn đi. Bây giờ là các bà cũng sẽ thử nha mọi người nhá. Các bà cũng sẽ thử này. Uống cái rượu cần này thì rất là ngon. Uống rượu cần thì rất là ngọt. Tôi đi một tí tôi mùi thôi mà. Đúng rồi. Cứ uống hết là đổ thêm nước vào người ạ. À, mình cảm giác nó rất là no. Nó là đánh quay. Bây giờ sẽ cho tiền mọi người ạ. Cho tiền vào, bên nào thắng là bên ấy sẽ được tiền mọi người nhé. Có thể nói đây là cũng là một cái trò chơi để tăng thêm phần không khí giữa hai bên gia đình, cũng là một cái nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Khơ Mú ở Thẩm Phé Mường Kim mọi người ạ. Anh đi tăng lúc tả rồi, cái thẩm rồi mà sao mất rồi, hả? Tăng rồi, mà sao? Tăng lại tăng lại. Đó bây giờ hai bên gia đình, bây giờ là các bà hai bên gia đình, bên gia đình nhà trai và nhà gái. Đó, đang cho tiền mọi người ạ. Và bắt hai đây. Cuộc thi rất gây cấn mọi người ạ.
Ấy bé có rồi nọ. Đấy, bây giờ là các bà đang thi nhá. Tăng là lầy đó, kinh tăng là thắng này. Phải mắn diện mạ khử này mắn lầy diện lầy kinh đó. Thì phút đây. Đến quá. Thắng là yếu. Im thôi. Tăng hơi lệ. Hãy thơ. Bên nhà trai và bên nhà gái mọi người nhá. Mày hứa nâng gần. Bên nào cũng mạnh, bên nào cũng mạnh. Em hứa mà. 2, 3, 4, 5, 6, 5. Bây giờ sẽ cho những cái công nước này vào mọi người nhá. Bây giờ sẽ đong mình bằng những cái công nước như thế này. Bây giờ sẽ đong bên kia. Xem là bên nào thắng nha mọi người nhá. Bên có vẻ là bên nhà gái sẽ thắng rồi. Tăng sòng sáu nói đó tím đó. Bên kia bên nhà gái chắc phải 6 cốc. Thế là bên nhà gái thắng rồi. Bây giờ mình sẽ thử nha mọi người nhá. Xong chị áo thử. Bánh hả? Bánh hả? Cho bánh cân anh ạ, phải nó phải thông. Bánh cân. Khải ốc đi kệ. Khải ốc đi ạ. Cứ thở mai đi. Bây giờ mình sẽ thử cái rượu cần này. Xin mời toàn thể mọi người nhá. Vừa chua vừa rồi mời anh nhá. Cái này là rượu cần của Khương Mũ. Uống được một cốc mọi người ạ, no rồi. Cái tẩy quá. Ở bên dưới thì vẫn còn rất là ngọt mọi người ạ.